thì uh, SP 500 ấy các bạn ạ, nó giảm 0,9%. Cái nguyên nhân mà uh, chứng khoán Mỹ giảm thì liên quan đến việc uh, cuối năm các bạn. Cuối năm thì uh, uh, mọi người sẽ Bán bớt tài sản để trả thuế này Thuế công ty này, thuế thu nhập cá nhân ấy Thì uh, giống uh, Bitcoin uh, Giống như những cái video trước ấy Thì anh đã phân tích là Nó vẫn đang có sóng tăng các bạn Ngày hôm qua ấy Thì nó đạt về là khoảng 16k2, 16k3 Đấy, nó sẽ uh, quét uh, một số cái stop loss Của những người nào đặt gần ấy thì đối với thầy thì thầy vẫn bảo lưu cái quan điểm là nó sẽ lên đâu đó trên dưới 17k thì nó mới có thể xuống được các bạn ạ. Còn ETH thì cũng tương tự thế thôi. ETH là ngày hôm nay tăng 3,8% tức là hiện tại đang tăng 44 điểm. Và thầy cũng chia sẻ với anh chị em ý là vùng mà ETH có thể hồi lên và đảo chiều nó là vùng 1,250 các bạn. 1,230 đến 1,250. Còn BNB thì hiện tại thì nó quanh quanh cái ngưỡng là khoảng tầm 2,50 đến 2,60. Đấy thì các bạn uh, sẽ sẽ quan sát nhé Thì bây giờ thì các bạn sẽ nhìn thấy là uh, Bitcoin ấy, thì uh, trong cái khung thời gian là ngày đi. Trong cái khung thời gian ngày đây. Đấy các bạn sẽ nhìn thấy cái sóng ngày này. Đây sẽ bỏ. Đây thì bỏ cái này đi. Sóng ngày nhá, các bạn sẽ nhìn thấy là đây này, nó chạm đến cái giải bên dưới Và nó đang có hồi lên Cái volume bây giờ nó chưa nhiều lắm đâu các bạn nhá Tại vì bây giờ với đang là cái phiên Còn chưa biết bắt đầu phiên châu Âu luôn Đó, thì nó vẫn có Xong hồi, nó vẫn hồi được lên cái vùng à, Quanh quanh 17K2 Bây giờ đang 16K8, nó lên 17K2 Chuyện hết bình thường Trên khung thời gian 12 giờ Thì đây các bạn này, nó đang được đỡ ở đám mây xanh này à, Các bạn nhìn thấy là Mây Kumo xanh này, đấy thì nó sẽ có cái hồi à, trên khung thời gian 8 giờ cũng tương tự lên thế các bạn. Hôm qua thì một có một cái cây volume nó đẩy thị trường xuống 16k2 nhưng bây giờ nó lên được là 16k8. Trên khung thời gian 4 giờ cũng thế. Nó tóm lại là Ờ uh, cái view của Thạch thì nó cũng không thay đổi đâu các bạn. Uh, Bitcoin ấy, nó sẽ hồi quanh cái vùng 17k, ví dụ nó có thể lên 17k5, 17k6. Bạn nào follow Thạch thì uh, các bạn cũng uh, nắm được cái 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 quan điểm đấy đúng không? ETH này các bạn này. ETH sau khi mà nó tạo nền được ở cái vùng là 1150, nó tạo ra phân kỳ và ngày hôm nay ETH bật tăng tận là tính đến thời điểm tại gần 4%. Đó, còn BNB thì thực sự ấy là nó sẽ có một cái vùng đây nó đã về đến 220 và nó đang có cái vùng cản cực kỳ mạnh ở vùng 250 và 260 thì bạn nhìn thấy đúng không? Ok, đấy là tổng hợp với các bạn ngắn gọn về tình hình thị trường Bạn nào có câu hỏi thì comment xuống tiktok là à, Thạch Ruby Kito Thì Thạch à, có thể là chia sẻ với các bạn nhé